Không lẽ chúng định ngồi câu tượng lên hả Lý trưởng? Cứ xem cha con lão làm trò gì. Bẩm Lý trưởng lang thượng, đúng là con đang nhờ dân làng câu tượng lên đấy ạ. Hả? Câu tượng à? Muốn làm gì thì làm, miễn làm sao đưa được tượng cụ Mã làng ta lên. Bây giờ một người lặn giỏi trong làng mình cầm đầu dây xuống buộc vào tượng ạ. Tôi, nhưng giá hơi đắt đấy nhá. Không sao, đã có cha em lo. Vậy nhờ anh cầm sợi dây cuốn vòng quanh bức tượng và hai đầu dây này buộc vào móc của hai đáy thuyền. Đúng là khôn nhà dạy chợ, toàn để chúng nó thừa nước đục thả câu thôi. Con nơi là con. Nói vui vậy thôi, cứu được tượng lên anh sẽ không lấy tiền, còn không thì lấy giá gấp ba. Ừ, phải thế chứ lị. Việc tâm linh mà cứ đòi tiền thì thành sao được. Xoài nhất định phải kéo được tượng lên đấy. Cha đặt hết niềm tin vào con đấy nhá. Vâng, cha cứ yên tâm. Đã xong. Không hiểu cha con ông ta làm trò gì thì thằng bé chả bảo câu tượng lên đấy còn gì. Tôi là tôi thấy hoang mang lắm. Cảm ơn anh. Bây giờ phiền bà con khiêng đá lên đầy một thuyền ạ. Bà con cứ làm theo ý nó đi. Đằng nào cũng thế rồi, cha con nó trước sau cũng mất tiền. Ở đây không phải là vì tiền bạc nhiều hay ít, mà là vì tấm lòng của chúng ta. Bà con hiểu ý tôi không? Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm. Bẩm cụ, con cũng chưa hiểu lắm ạ. Thế để ta hỏi một người. Dạ bẩm, cụ muốn hỏi ai ạ? Đầu gối ơi, cho ta hỏi, mấy đứa kia khiêng đá lên thuyền làm gì? Đứng lù lù đấy làm gì? Mau đi giúp mọi người bê đá đi. Dạ vâng thưa cụ. Một thuyền đã đầy rồi đấy. Có khiêng đá cho đầy thuyền kia nữa không? Có chứ ạ. Chỉ có điều là ta lại khiêng đá từ thuyền này sang thuyền kia thôi ạ. Liệu có ổn không? Không là muối mặt lắm đấy con ạ. Cái thằng Hồng Xiêm, nó là đứa hay xỏ xiên lắm. Có con ở đây, cha không phải lo đâu ạ. Con đã chứng kiến Hồng Xiêm làm rồi mà. Được, ăn nói cứng rắn lắm. Nhưng chốt mà không ra sao á, làm ta bẽ mặt thì đừng có trách ta. Bà con chịu khó lại chuyển đá từ bên thuyền này sang bên thuyền kia nhá. Tôi sẽ bồi dưỡng thêm. Hả? Lại chuyển đá từ thuyền này sang thuyền kia? Cha con đông đang trêu chúng tôi đấy ạ. Có biết bê đá mệt lắm không? Mọi người cố gắng ạ. Chúng ta sẽ cố gắng trong đêm nay thì tượng sẽ nổi ngay lên mặt nước thôi ạ. Chúng tôi chỉ cần cụ nổi trước giờ hô thần nhập tượng thôi. Sao chuyển đá qua lại mà tượng lại nổi lên được nhỉ? Thật không thể tin nổi. Con trai của ta, con trai của ta, con thật xứng đáng là con trai của ta. Thôi, mau đưa tượng về làng cho kịp giờ hô thần nhập tượng đi. Xin đa tạ, xin cảm ơn bà con dân làng thượng rất nhiều ạ. Phú ông có cậu con trai thông minh lắm. Thôi, cha con mình cùng đến nhà bác cả. Chả phải báo tin cho bác ấy mới được. Vâng. Nhưng mà còn cái nhà táng mà cha. Thôi bỏ, chứ cầm cái nhà táng đi được lại gặp đám trâu bò nào thì lại khổ.